đúng là vợ chồng tôi thực sự rất là sai lầm. Nhưng mà cứ nghĩ là cứ cho con đi học trường quốc tế, Audio Jungle, con sẽ tự động giỏi tiếng Anh. Thế nhưng mà mỗi lần khi mà cháu đi học về, tôi thấy cháu cứ khóc. Rồi tôi thì Audio Jungle nhắn báo con. Có thật là lúc đấy tôi vừa giận, vừa xót. Bản thân tôi thì tôi không học giỏi tiếng Anh nên tôi không thể tự dạy cho cháu được, cũng chỉ biết làm sao mà động viên cháu, để kiếm cho cháu một trung tâm Anh tốt nhất mà thôi. Nhưng mà may mắn thay thì là trong một lần mà tôi đi học lớp thì bạn Mai, bạn ấy là lớp trưởng của lớp lịch sử, con của bạn ấy lại vừa thi tiếng Anh môn tiếng Anh của trường. Thì thắc mắc là bởi vì là cháu ấy ngày xưa cũng học cùng tiếng Anh với cháu lớp thôi, mà giỏi mà lại có thể thi vô được tiếng Anh được. Thì bạn Mai cũng có nói với tôi là do cháu nhà bạn ấy học tiếng Anh ở trung tâm IELTS 2 năm rồi, thì tôi cũng cho cháu đến trung tâm IELTS. Và đó thì là câu chuyện của một năm trước thôi. Còn con nhà tôi bây giờ thì khác trước rất là nhiều rồi, cháu cũng như là một con người khác hoàn toàn ấy. Và sau khi cháu học được 1 năm ở IELTS thì cháu bây giờ hơn, và đặc biệt là cháu có rất là nhiều bạn Tây. Tôi thì cháu suốt ngày dắt các bạn Tây về nhà, mà mỗi lần tôi thấy các cháu nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh cứ xì xả xì xổ, nói thật là tôi cũng không hiểu gì cả. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy con tự tin hơn trong giao tiếp thì tôi thấy là thật sự rất là vui. Có thể nói là lựa chọn IELTS là lựa chọn sáng suốt nhất của hai mẹ con tôi.